Khả năng ô tô xin kính chào tất cả quý vị trí bà con có bác cùng thầy mọi người. Hôm nay khả năng có về một mẫu xe Archer phiên bản số tự động. Đấy, bản premium. Số tự động đời 2021 rất là mới, siêu lướt các bác nhé. Mặt lưỡi sơn màu trắng, giá nóc màu đen nhìn rất là thể thao. Một chiếc xe mang thương hiệu của Mitsubishi. Archer số tự động, động cơ chỉ 1.2 siêu tiết kiệm nhiên liệu các bác nhé. Dòng này thì nó chắc được trang bị form dáng là sedan 5 chỗ 2 đầu cùng với túi khí phanh ABS đang đúc nguyên bản theo xe. Chiếc xe này thì nó sơn zin còn rất là nhiều. Keo chỉ zin không đã đụng va chạm vào nước. Đấy, bao tách hãng cho bà con các anh chị luôn. Chiếc này thì anh em phải trả góp chỉ nên quanh khoảng tầm hơn 100 triệu rồi anh em sở hữu ngay rồi. Biển thì 50ND các bác nhé. 50ND16993. Biển ở trong Sài Gòn em chuyển ra ngoài này bằng xe lồng. Quý vị chị bà con là anh em mình quan tâm đến dòng xe này thì em mà sang tiệm bấm biển ngay trong tuần cho bà con các anh chị luôn, tuần sau là bấm biển được rồi. Hôm nay thứ 6 thì chắc là không được làm rồi, thì tuần sau là có thể bấm biển sang tên cho bà con luôn. Một mẫu xe mà siêu tiết kiệm nhiên liệu với chỉ mức xăng tầm khoảng 4,5 lít trên 100 km thôi. Đường trường lanh quanh nó chỉ tầm 5 lít hỗn hợp thôi. Siêu tiết kiệm nhiên liệu và bền nhé các bác nhé. Phiên bản số tự động thì nó được trang bị thêm cái gì nhỉ? Túi khí phanh ABS rồi na răng đúc này. Hộp số tự động zích zắc, máy eco, siêu tiết kiệm nhiên liệu. Bản này thì bản đặc biệt thì nó sẽ có thêm cruise control các bác nhé. Thực ra phân khúc hạng B thì nó cũng trông không có nhiều lắm cái option, nhưng mà nó có thêm cái cruise control này, sau đó có cả để lỗ start top nữa. Keo chỉ zin không nổi, không đâm va, không tai nạn ngập nước. Đặc biệt là chủ xe đã được độ thêm trần da cùng với cái màn hình Android to vật vã rồi. Chiếc xe này thì anh em mình có bảo hành chính hãng cho bà con các anh chị luôn. 4,7 trên 100 km này, 6,4 này và 5,3 kết hợp thôi, siêu tiết kiệm nhiên liệu nhé. Phù hợp với gia đình nhà mình, anh em mình đi công việc hoặc anh em chạy dịch vụ mua con này cũng được các bạn. Chạy dịch vụ nếu mà đường bằng anh em đi con này cũng rất là ok nhé. Nếu anh em mình leo núi thì con này số sàn đi sướng hơn. Số tự động thì nó sẽ phù hợp cho anh em đi gia đình hoặc là đi anh em đi dịch vụ ở khu vực đồng bằng thôi. Còn leo núi leo đồi thì 1.2 hơi đuối các bạn, leo hơi đuối. Được ra mới thì vẫn đi được, nhưng mà sau này thì nó sẽ kém hơn. Anh em mình đi số sàn cũng được các bác nhé. Chiếc này thì nó động cơ 1.2 mua mới bây giờ lanh quanh nó khoảng tầm 460 nhỉ. 450, 456 thôi, thế thôi. Nó không khác biệt đâu. Đấy thì anh em mình rẻ hơn cũ đời 2021 thì rẻ hơn khoảng gần 100. Cái cho anh em mua rẻ thì 43, 44 đi. Anh em nào còn mua được mới thì các anh em cứ mua mới. Còn anh em muốn mua một chiếc xe đẹp mà đời mất 1, 2 năm rồi nhưng mà vẫn còn ngon, còn đẹp mà giá rẻ hơn thì anh em mình có thể liên hệ Khả Năng Ô Tô để lấy chiếc xe này. Tất nhiên đắt rẻ nó sẽ còn giá của nó. Giá thì trả góp thì anh em mình 150 là từ 100 đến 120 triệu là em làm được rồi các bác nhé. Còn nếu trả thẳng thì anh em mình hơn 340 một tí là em lên đường rồi các bác nhé. Đấy, quý vị anh chị bà con nào anh em mình cảm thấy chiếc Archer màu trắng số tự động này mà đời cao, xe thì mới đẹp, mà zin không lỗi gì, không đâm va, không tai nạn ngập nước mà giá cả lại phù hợp thì quý vị anh chị có thể quan tâm alo trực tiếp cho Khả Năng Ô Tô. Với tầm phân khúc này thì anh em mình lấy con giá tiền này thì anh em có thể lấy được Soluto 2020 số tự động rồi nhé. Đấy thì anh em nghiên cứu cân đối được thì em bao vào tên bấm biển cho bà con có anh chị luôn với mức giá lanh quanh khoảng tầm 340-350 tùy theo xe. Bà con có anh chị nào đi qua để lại cho Khả Năng xin một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ kênh. Dòng xe Mitsubishi này thì nó là dòng xe thương hiệu của Nhật Bản và nhập khẩu từ Thái Lan về. Thái Lan hay Indo nhỉ, hình như 2022 là Indo rồi, cũng có thể là Thái Lan hay Indo vì Xpander thì nhập Indo nhưng mà Archer thì nhập Thái Lan. Đấy thì không biết thế nào, anh em mình xem đăng kiểm sẽ biết, tóm lại là nó nhập. Và thương hiệu thì gần gũi với Việt Nam nhà mình. Đây các bác nhé, có màn hình Android lắp thêm rồi, ghế da, trần da cùng với keo chỉ zin không lỗi gì cả. Đấy, mẫu này thì không biết chủ cũ có chạy dịch vụ hay không. Biển ND là biển liên doanh rồi, biển liên doanh của công ty nước ngoài với công ty của Việt Nam. Đấy nên là chắc chắn là nó sẽ có chạy phục vụ cho cái việc công việc của công ty, cũng có thể là đi được nhiều nhưng mà xe rất là mới và đẹp, không hề có lỗi. Đấy, nhưng mà nó không phải là xe taxi đâu, nên quý vị anh chị an tâm. Anh em nào mà quan tâm được mẫu xe này thì đời 2021 nó cũng rất là cao rồi các bạn. Mà 21 thì nó dịch, mới đi được 1 năm thôi thì nó rất là mới và phù hợp với giá tiền. Anh em mình có thể qua cửa hàng để xem là cân đối hợp lý được thì đến với nhau. Keo chỉ zin nhé, không lỗi gì cả, không lỗi gì đảm bảo luôn. Đấy, zin cả xe rồi. Đây xe đi 7.900 km á. Ở đây 52.000 km, 52.000 km tức là 5,2 các bác nhé, chuẩn 5,2 này. Đây là 2021 5,2, như vậy là con này chạy công ty thì nó cũng chạy được gọi là gần hơn 2 năm một tí, 2021, 2022, 2023. Gọi hơn 2 năm một chút. Cũng là vừa anh em ạ, cũng vừa đấy. Nó tầm 5 vạn, gọi là hơn 2 năm. Mỗi năm đi được 2 vạn. Đấy thì anh em mình cảm thấy nó hợp lý được thì anh em mình alo.
Bản này là bản premium các bác nhé, cao cấp rồi. Còn có cái bản thì nó rẻ hơn. Đấy, quý vị anh chị nhé. Đây, keo chỉ đây, thì cabo này, keo chỉ zin, nói chung là không lỗi. Sức sát va kẹt nhỏ thì anh em mình không tránh được, nhưng mà chiếc này thì còn nguyên đây. Đầu răng sắt xi thì còn nguyên đây các bác nhìn này. Máy zin thì mặt dàn cò nhé, máy thì mặt dàn cò vẫn nguyên zin, chưa hề có ra mặt máy đâu. Cùng với cái máy nổ rất là êm, cụm phanh ABS này, đấy, nguyên bản, xương răng đầu, số này, số khung, số máy chuẩn theo xe. Nói chung là pháp lý pháp luật thì bên em hỗ trợ ba bấm biển thôi, bà con an tâm nhé. Chiếc này thì nhà em đang niêm yết giá bán tại cửa hàng là 352 triệu đồng, tất nhiên có giảm nộp lá và báo rút hồ sơ. Quý vị anh chị bà con đi qua để lại cho Khả Năng xin một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ kênh. Khả Năng chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều và xin kính chúc tất cả quý vị anh chị bà con luôn luôn mạnh khỏe, thành công, may mắn. Hãy nhớ đăng ký kênh, follow và chia sẻ giúp Khả Năng. Xin chào mọi người trong những video clip tiếp theo của em đang. Xin chào.